Hãy thử nghĩ về 8 cộng 7 thì bằng gì? Và nếu chúng ta tưởng tượng nó giống như 8 trái cà chua và cộng 7 trái Việt quốc xanh Và sau đó nói tổng số trái mà các bạn có là bao nhiêu? Và mình khuyến khích các bạn tạm dừng đoạn video này và cố gắng tự làm nó Như vậy mình cho rằng các bạn đã cố gắng làm nó Như vậy hãy nghĩ về nó một chút và mình sẽ nghĩ về nó Mình sẽ tiếp tục cộng những trái cà chua cho đến khi mình điền đầy vùng chứa 10 đầu tiên và sau đó mình sẽ nhìn thấy mình phải cần cộng thêm bao nhiêu để được cộng thêm tổng số 7. Như vậy có một trái cà chua, hai trái cà chua, ba trái cà chua, bốn trái cà chua, năm trái cà chua, sáu trái cà chua, bảy trái và tám trái cà chua. Bây giờ với 8 trái cà chua mình sẽ cộng thêm 7 trái việt quất xanh. Như vậy nó sẽ là 1 2 Và mình muốn tạm dừng nó vì mình đã kết thúc nhóm 10. Nói ở đây mình chỉ thêm hai quả việt xanh và mình vẫn còn vài quả việt quất xanh để thêm. Nhưng chỉ cộng hai quả việt quất xanh mình đã hoàn thành một nhóm 10. Như vậy mình có 10 quả mình có thể miêu tả vì mình có một nhóm 10 ở đây mình có một nhóm 10 như vậy nó sẽ có hai chữ số trong đó số bên trái sẽ là một nhưng mình sẽ không thêm những quả vi khuất xanh mình chỉ thêm hai quả vị khuất xanh bây giờ hãy để mình cộng thêm quả vi khuất xanh thứ ba thứ bốn năm quả vị khuất xanh sáu quả vi khuất, khuất xanh và bảy quả vi khuất xanh mình có một nhóm 10 và sau đó ở trên và bên kia lắp đầy nhóm 10 được biểu diễn ở đây. Vì nó sẽ là số có hai chữ số. Đây là chữ số bên trái, vì vậy nó sẽ ở hàng chục. Vì vậy nó đại diện cho một nhóm 10 nằm ở đây. Và sau đó mình sẽ có bao nhiêu? Mình có 5 quả việt quốc xanh ở đây. Mình có 5 quả việt quốc xanh ở đây. Như vậy chúng ta có một chục và 5 đơn vị. Như vậy 8 cộng 7 thì được gì? Nó bằng 15. Và một cách khác chúng ta chỉ ôm lại 15 đại diện cho cái gì? Số 1 trong số 15 đại diện cho một chục. Nó đại diện cho một chục. Và số 5 sẽ đại diện cho 5 đơn vị. Là như vậy một cách khác để nghĩ về nó, một chục giống với 10 và 5 đơn vị. Giống với 5. Như vậy 8 cộng 7, 15 đó là tất cả điểm trọng tâm của video này. Chúng ta muốn nghĩ về những con số này biểu thị cái gì? 15 biểu thị một chục cộng 5 đơn vị hay là 10 cộng 5.